Mến chào cô chú, anh chị em và các bạn đến với kênh An Tánh California Cuộc Sống Mỹ. Cô chú, anh chị ơi, hôm nay Phượng với Sang đi mua cây giống ở vườn chị Willow ở Morgan Hill á. Phượng mời cô chú, anh chị em và các bạn cùng theo chân Phượng với Sang đi nha. Chút xíu nữa Phượng để cái địa chỉ trên màn hình hoặc là dưới phần mô tả cho cô chú, anh chị em và các bạn mình tiện dễ theo dõi nha. Thì mình đến mình xem có cây nào mình thích thì mình mua, chứ Phượng thì Phượng cũng không có biết giá nha cô chú, anh chị. Hai chồng Phượng đến Morgan Hill nè cô chú anh chị. Hai chậu luôn ở đây thì nông trại với lại farm nhiều ha. Xa xa là mình nhìn thấy cái bảng đó cô chú anh chị ơi. Willow hay tới rồi, lần đầu Willow, tiên tropical fruit tree chuyên bán các loại cây ăn trái hả chậu. Lắc quá. Lần đầu tiên mà hai chồng đi cũng tìm cực lắm, lộn mấy vòng luôn mới ra cái tiệm. Giờ đi mấy lần quen rồi. Con gái đi theo ba mẹ mua cây về mệt luôn, cô gái miền Tây ơi. Kêu nhà không chịu, đòi theo ba mẹ nè. Theo ba mẹ mệt ngủ luôn, chào ba cô chú đi con. Mặc đồ đẹp quá ta, áo bà ba vô qua phim giùm cho cô nha, hôm này đúng luôn đó nè. Cô gái miệt vườn. Để cô lấy cái đòn cái sống thánh. Wow, quá trời bông hồng đẹp luôn ha. Wow, Hương bông hồng đẹp không con? Dạ. Wow, vườn chị view lộ hôm nay về mấy chậu bông hồng đẹp quá chừng luôn kìa. Với lại lâu lâu có anh bạn qua anh kiểm tra giùm. Bông hồng đẹp quá, đẹp quá. Em mua nhánh anh cắm thôi, ở bên trúc bên Europe á. Wow, bông hồng màu tím đẹp quá cô chú anh chị ơi. Nhìn hoa hồng thấy mê chưa? Thấy mê chưa? Đẹp chưa? Quá chừng đẹp luôn. Hôm nay vườn của chị Willow là ngập tràn bông hoa luôn ha. Hoa hồng không? Hoa hồng có gai nha. Hái cẩn thận nha, đâm. Sao Phượng nè, bông hồng đẹp quá chừng luôn, quay bông hồng màu đỏ nè. Trời ơi, dễ cưng chưa, cô chú anh chị thấy cưng chưa? Trời ơi, cái bông hồng này nhiều cánh lắm nha. Chị, bông hồng này là bông hồng gì chị? Cái là Francina đó, giống hồng nhung của mình. Hồng nhung của mình. Cái này nó sai lắm, nó chịu nắng, chịu mưa, cái thằng này là chỗ dục đâu nó cũng sống. Đúng rồi. Đẹp quá chừng luôn, phía sau đó nè, màu hồng đó nè. Cái đó là cũng hồng leo của Pháp á. Nha. Em ôm được hai cây cụi vĩ. Hồng leo của Pháp cô chú anh chị ơi. Có đem bố đây. Cô chú anh chị mình có ai mà yêu thích bông hồng thì xuống vườn chị Viu Lồ nha. Ngập tràn cánh hồng. Chị, cái bông hồng này hả? Đẹp quá chừng luôn á, cánh nè nhìn nè. Đẹp quá chừng luôn á. Thơm phức luôn. Ai mà bị allergy thì cũng né né ra. Dễ cưng chưa? Dạ, hai cây đây nè. Hai cây siêu đũa, anh Sang ảnh dặn chị Willow mua nè. Mua có bông rồi nè. Hôm trước là hai chồng đi mua gặp cuối mùa, rồi chỉ được cây bị gãy chỉ tặng luôn. Mà cây đó mùa đông sống nổi. Mùa đông sống không nổi. Năm nay mình trồng siêu đũa trắng nha cô chú anh chị. Special. Siêu đũa trắng, siêu đũa này tứ quý không sao? Không biết nữa. Chứ ở dưới quê mình, ba mình trồng siêu đũa tứ quý có bông quanh năm cô chú anh chị. Cái chỗ khu vực của chị là ươm bông siêu đũa lên nè. Đúng rồi, nóng nè. Morgan Hill nóng nè, có bông có trái luôn rồi nè. Đó, cái này về trồng rồi, có bông ăn rồi Sang ơi. Chắc luôn rồi. Chắc là hôm nay có bông siêu đũa luôn rồi. Không có mà giống như năm rồi bông siêu đũa đỏ, năm bông làm nên rồi canh chua. Cái cây này một chùm bông luôn nè. Đó, một chùm bông luôn, đây cũng có nè anh. Nè, dưới gốc quá trời bông luôn nè. Ồ, để mình coi cây này quá ngon. Quá ngon. Coi em nghe ông chồng của Phượng nói không? Mà thấy cây thôi mà cũng ngon nữa đó, không cần ăn. Đó, gốc nè cô chú anh chị. Cái này mình dặn chỉ đem về. Đó, thành ra hôm nay hai chồng lên lấy. Nói không chụp mẹ. Vô trong nè. Vô trong tham quan vườn nè. Không khí Tết còn nữa kìa. Chưa bón phân cho mấy cây cam.
Nó là phải cho tháng này phải cho nó ăn phân rồi mà chưa cho. Cây này là cây quýt ha. Cây này quýt, cây cắt quá. Cây quýt. Cắt. Hỏi chỉ có phải không? Người tắt mà cái này dòng nhìn giống bông trời, bông chanh gì cái chanh này trời. Ở đây là chỉ bán đủ loại cây luôn nha, cây tắc nè, cây quýt nè, cây cam, cây bưởi, đủ giá thứ thì hết. Hỏi bà chủ mới biết rồi, không hỏi gọi. Giá thì hỏi bà chủ mới biết nha, Phượng không biết đâu hả. Mày mấy cái thùng nổi của bà nè. À. Mấy cái trồng trồng ổi mới đã nè, nhưng đúng mà không rồi. Có mua được đâu, để hết chỗ. Đúng rồi, cái này là trồng là mình để đâu để chết chỗ chứ khiên sao nổi sao. Nguội cốc nè. Cây ổi của chị nè. Dạ. Hôm trước chị có ổi có trái, chị rủ hai chồng lên ăn mà. Nói thiệt thì nhiều rồi. Khi mình không có thời gian của chú anh chị ơi. Đã nó mua đi nó kiểu ẩm. Đây, còn cây cốc nữa nè. Nhà mình cây cốc làm sao còn sống hả sao? Còn nó đang ra đợt mà. À, đúng rồi. Mình để qua trời luôn á, nó lạnh lắm. Ổi quá trời luôn vườn chị. Mấy cái ổi chị trồng vô đó. Cái chậu lớn vậy tốt ha. Nó là cách đó, là cách. À, dâu tầm Pakistan nè cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình có cần cái trồng cái giống dâu này không? Ở vườn chị có luôn nha. Đây. Có bông có trái luôn rồi nè. Cái này mua về là có trái ăn luôn. Dâu tầm Pakistan. Nó còn mấy cái bưởi kìa. Đâu xem. Đâu để qua để qua. Bưởi rồng, bưởi này bưởi rồng. Đây cô chú anh chị, bưởi rồng nha. Nào, trái bưởi dễ cưng chưa? Ồ, quá chừng trái luôn nè, Sang ơi, cái cây này tới 4 năm trái lận. À, chị có giống bưởi rồng nha cô chú anh chị. Muốn mua thì liên hệ chị hỏi giá nha. Phượng với Sang đi mua cây xua đũa rồi mình ghé mình quay video chia sẻ với cô chú anh chị cho vui thôi. Cho mình nghĩ nghĩ gì đó chút xíu đi. Bữa nay nhìn mặt mình giống trái bưởi ghê không? Mặt bự chà bá luôn. Đi về Việt Nam ăn quá. Về quê Việt Nam là phải ăn, không ăn là uổng lắm. Không ăn là uổng phí một vé máy bay mình đi về từ Mỹ về Việt Nam cô chú anh chị, coi hai cha con sợ chưa? Chị chỉ tháp cái loại mà treo nè. Thầy nói là biết tháp treo không? À tháp treo hả? Là cái gốc ở dưới ghép treo này nè, là cái gốc ở dưới sống mạnh rồi, người ta ghép vô cái thân cây trên mượn cái gốc đó nuôi cái nhánh đó đó. À. Rồi mốt nó tốt rồi cắt nó ra. Mượn cái gốc này nuôi cái nhánh trên đây nha. Mốt cắt lạc lìa nó ra là thành cái cây khác rồi. Đây cô chú anh chị ơi, hôm nay mình đi vườn chị View Lò ha. Hai ba nhánh chị luôn. Ghép cái cây kiểu mới nha. Ô, kiểu này cũng lâu rồi, mới kiểu mới. Đó, gấp treo là giống như mình bỏ cái chậu đất vô đây. Mình treo, mình nhờ cái phân đất của này mình lên mình nuôi cái nhánh trên đây nha. Cái đó là cơ hội thành công nó nhiều hơn. Đúng rồi, nó đủ dinh dưỡng hơn cô chú anh chị. Còn ghép kiểu kia là ghép nhánh á. Không phải, cái sức sống nó mạnh hơn nữa. Sống nó mạnh hơn. Đúng rồi. Vì sao cái gốc đó. Nó còn sống mà. Đây ghép treo người ta có gì tháp treo là làm neo, còn này ghép treo là cây giống nha cô chú anh chị. À. Cái ổi này không biết ổi gì đây, bà chủ đang bận tiếp khách rồi, hai chồng lang thang cho đây. Ổi này chắc ổi nữ hoàng quá, nhìn giấy giống nè, biết ta kêu đụng mà đụng luôn, hay thiệt. Ôi bữa nay làm như xuống đây mình thấy nó mát mát ha, hay là không gài mình đi Việt Nam mình quen khí hậu rồi thành ra xuống đây mình thấy mát mát. Quýt kích xu ở nhà mình nó đang ra trái nhóc luôn Sang ơi. Đây cô chú anh chị mình có cần cái giống quýt này không? Giống quýt này hôm trước nhà Phượng có trồng một cây, bữa Phượng có quay đó là nó đang ra trái nhiều lắm nha. Cái trái quýt này thì nó không có lớn đâu cô chú anh chị, nó nhỏ. Nó giống như trái tắc của mình vậy đó, nhưng mà ăn thơm, ngon, trái nhỏ nhỏ thôi. Ở nhà Phượng nó đã có trái rồi, nhưng mà chưa chín. Khi nào chín Phượng ăn, Phượng review cho cô chú anh chị các bạn nha. Đây cô chị cũng ra bông quá chừng luôn nè, nguyên đám này là bao là quýt xưa không đấy cô chú anh chị. Đám con cho ta biết có vợ có con. Thôi, lỗ. 1, 2, 3, cười lên nào, smile. Cái nhãn, cái mai vậy ta. Trời ơi, hôm nay mình lạc vào vườn hồng cô chú anh chị ơi. Bông hồng này là bông hồng quốc dân nha, đang rần rộ trên mạng nè.
Việt Nam mình bông hồng này cũng mắc lắm nha. Cô chú anh chị mình ở Việt Nam thấy cái bông hồng này là biết rồi đó. Bông hồng này mắc tiền lắm nha. Không rẻ, không rẻ đâu. Cho mình nghĩ nghĩ cái ké chút bông hồng cho đẹp đi. Dễ thương chưa? Trời ơi, đẹp quá chừng luôn. Ối hột xoàn. Dạ, dạ, ổi này của em trái nhỏ quá trời luôn. Của em mà ổi này ổi gì có hột không? Mà lây, cái này khác này, rồi. Cái này là đài long tím. Rồi đài long tím. Đài long tím. Sorry. Là gì chị? Ổi hả? Ổi. Của nhà mình thì lá đỏ đỏ như vậy nhưng mà trái nhỏ lắm, trái nhiều nhiều nhưng mà ăn em lại thấy thơm, nó mùi giống như ổi xẻ. Em thích. Em thích. Mà nó chín thì ăn nó ngọt ngon lắm. Em thích. À, nhiều trái lắm. Chớ rồi, ổi này là có thêm giống ổi mới nữa rồi, đúng này. Đây, cây ổi mới. Đây mình. Cái bông hai bên đó mình cắt bỏ, mình cái bông chính giữa. Để thôi là nhiều trái thì trái nhỏ, mà ít trái thì trái to, cô chú anh chị. Cái lớn cây nhỏ đừng hái để cho nó đẹp cái quýt hả cái gì vậy hả sumo nhìn lạ vậy cái này là cái trái sumo á là nó một là giống cam lai quýt cho nên nó một cây nó ra con núng và có thể nó hơi chung chung nhưng mà cái test của nó để xem ha khi mà mình lột cái trái quýt sumo á mà biết chín hay không á là mình lột á là cái chóc vỏ còn cái này nó vẫn còn chua nha đó cái nó dính nè nó dính như vậy là vẫn còn chua nè đó không vẫn còn chua nha bây giờ mà em ăn nó ngon rồi ha là quýt sumo mình hái 2-3 ngày á mình ăn nó mới đậm vị ha còn bây giờ mình hái trên cây gặp ông nội này ông tưới nước nữa là không biết hết sao nha không nó chua rồi ngon ăn quýt là không có trốn đâu được hết trơn. Đây bây giờ lột vỏ quýt ra thơm là khỏi trốn. Nè tặng cho em miếng này ăn thử coi. Cảm ơn mời chị. Chị ăn thử không? Nè cho con nè. Từ từ con. Tụi nó bột tơ mà phải nhìn lại là trái ớt ấy. Nè chị ăn thử đi. Cái này là nó không được ngon nha, tại vì nó chưa có chín đâu, tại vì nó còn dính cho vỏ vậy là nó chua. 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 Ăn chua coi ngon không? Ừ đây em bé thường review nè. Nè em ăn thử đây nè. Đó. Làm sao chua chua hả? Chua chua ngọt ngọt hả? Trời cho em muối bự vậy. Hai ba muối luôn. Ừ. Nó bét nha. Ngọt mà. Nó bét đó đi chua. Ngọt ngay như đường vậy. Vậy là nó chua chín đó em thấy chưa mà tưới nước. Vậy mà nó chua làm thích chua mới ăn thử á. Ngon không? Em nữa thích ăn chua. Ngon không? Ngon, ngọt như đường chứ. Ngon chưa? Đã hù bà con thôi đó. Đó. Mời cô chú anh chị em và các bạn ăn quýt tại vườn với gia đình mình nha. Quýt sumo. Nghĩ sao mà ôm cây khế chua trồng với em trồng cái ngọt. Em thích chế thích đồ chua. Rồi đang ngọt là phải bị quen. Đúng rồi, em thôi ghép, ngon quá trời luôn rồi. Em mới ghép hai loại sò bạn biết như thế cái nào. Cái vị của nó là thôi. Không có người nào mà so sánh với sumo. Ngon. Thơm, ngon. Chút đi mà. Ngon đậm đà ha. Ngon. Cái vị của nó riêng biệt nó đậm đà. Nó có một cái mùi vị đặc biệt hơn tất cả những cái nó lai lai giống như lai lai mùi cam nữa nha. Cây sumo của nó chút nó nhiều. Bên Nhật nó làm cam lai quýt mà. Lai lai mùi cam. Nhưng mà nó đậm đà không? Dạ. Nó nước nhiều ngon, thơm thơm ngon. Ngon không? Ăn không? Muốn ăn mày ăn luôn nha. Sumo của em nhà em sẽ bỏ bớt tại vì nó đang còn nhỏ. Ngon không con? Ngon. Rồi con ơi, không còn một trái thứ hai đâu con. Cái trái là cuối cùng luôn á con. Nhà em cũng đang trồng cây. Cây nó đang trái đầy luôn á nhưng mà phải bẻ bớt đó, không có để cho nó nhiều vậy. Nó chạy nhánh hết. Xuống đây. Đây còn luôn nè. Đó. Trời ơi. Ngon. Nếu mà cô chú anh chị em và các bạn mình mà muốn trồng cây quýt ha, là mình trồng cây quýt sumo đi, rất là ngon. Rất là ngon. Hay là trồng kichu. Hai giống quýt đó ngon cô chú anh chị.
bữa nay mới hái cái phi phà nhà em ngày cuối nhà em cũng có trồng. Trời ơi, cái này hồi bữa chị xin có khách đó, rồi xong ai mà cần cái mình cho, mình cho. Đang được đó. Ngày cuối nè. Cái này là có vị chị thuốc mà. Đây là ai cần á, lên ai lấy về làm có, thuốc. Có lẽ bạn trong đó nữa kìa. Cho làm thuốc, mình làm phước ha. Trời, cái đám chân của chị chưa có thời gian chị làm cỏ luôn, không thấy không? Nhà em còn quịch mù dữ nữa. Lo bán cây rồi, chấm cây không còn đồ chưa. Của mình đó. Có thời gian vẫn cười. Đứng cười em kìa. Cây mà bữa chị nói để trong trọng trong lòng thách mùa luôn rồi. Ồ. Chào bà cô chú đi. Gì đâu. Rồi quýt ngon không, review cho bà cô chú ngon. Ngon ha. Ngon ha. Hả, đây đây mẹ ăn luôn cho. Nó chọc chơi con thôi, con ăn đi. Con ăn cái giỏ. Con ăn cái giỏ hả? Con ăn cái giỏ chua. Không có tài với tài rồi. Con cho chùi giáo mẹ đi. Chưa đỡ lá mẹ nè, rác nè con bỏ vô đây nè, thấy không? Dạ. Mình ăn rác phải bỏ thùng rác. Bé thường không có biết nhai cái vỏ, bé thường chỉ ăn cái nước thôi. Chị nãy giờ hai chồng em tranh cãi, em nói cây này là cây quýt tắc. Cây tắc hả? Ôi, cây này là bao chua. Cây tắc hả? Nhìn thấy giống trái quýt quá ha. Cái này ha, nó có trái từ lúc tháng 12 tới bây giờ. Em giống như tắc Việt Nam. Hình như hôm đó. Trước chị để ngoài sân phải không? Đúng rồi. Đúng rồi. Em nhớ tắc Việt Nam á, khi mà nó chín ra nó sẽ bị tóp lại, nó hư. Ừ. Còn cái tắc này là tắc của Phi nó lai cho nên nó em rộm vẫn còn cứng. Thì đó, bởi vì nãy giờ em tưởng đâu cây quýt không á. Nhìn cái vỏ đâu thấy giống vỏ tắc đâu. Đúng rồi. Nhìn tưởng quýt không à. Dạ. Tắc của Phi. Đi Việt Nam mua được hai lưỡi cuốc. Cái tắc của Phi nè cô chú anh chị. Hai lưỡi cuốc nhỏ nè. Mấy con dao. Chứ là một mớ dao ghép cành. Hoặc đầu tiên vô nhìn tưởng sen thiệt không à. Ở nhà sen giả ha. Nhìn dễ thương không? Sen của mình chắc một tháng nữa có bông. Đúng rồi, mà về tưới nước thì bên đây em thấy nó cạn nước à. Ừ. Giờ lá nó càng nhiều càng hút. Bà chủ giỏi ghê không, nhỏ chứ giỏi lắm nha. Quản lý nguyên vườn cây. Chừng nào chuyện biết kiếp lại cho em. Ồ, về Việt Nam chứ là biết làm quên gì không, mua mấy niêu. Vẫn còn ngon đi xin, vẫn còn. Cái này là bao ngon, bao dai, bao ngon. Dạ, còn dai. Mẫn cầu Úc, nhưng mà cái nó dai giống như mẫn cầu nam Việt Nam mình. Mà trái nó bự mà ít hột. Rồi lấy em lấy ba cây. Con đi vòng vòng chơi đi, cho con đi vòng vòng chơi tham quan cây thoải mái. Ủa, có bị lạc không? Không, muốn bị lạc, sao bị lạc được. Chào ông bà cô chú đi con. Xe mặt qua đây nè, ông bà cô chú nhớ thường đó. Chỗ này chơi gì vậy? Ở chỗ đi chụp hình Tết á, Tết cô rủ mình lên đây mình đâu có thời gian đi đâu con. Ồ, sorry thường nha. Nè, chào ông bà cô chú, chúc ông bà cô chú nhiều sức khỏe đi. Cô chú nhiều sức khỏe, vui không ạ? Dễ thương quá, gái dễ thương quá, gái đẹp gái giống ai? Trời ơi, mẹ đâu đẹp gái đâu, mẹ xấu quá, đẹp gái giống ba đi, ba đẹp trai. Rồi đây mẹ đi ra sao? Cái ỏi. Rồi ông chủ mua băng chủ chở luôn. Chị mới bán cây ổi. Ổi này ổi gì chị? Cái này là ổi Thái nha. Ổi Thái ha. Thái ruby hả chị? Thái sần sùi. Thái sần sùi hả? Thái sần sùi. Vậy là Thái Thái vuông không? Không, cái Thái mà giống như da nó sần 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 lên vậy đó ha. Ở Thái là mệnh danh là trái cây ngọt đó. Mè Thái cũng ngọt mà khóm của Thái cũng ngọt. Ừ. Phượng đi qua Thái đó. Rồi họ nói là ở Thái là mệnh danh là trái cây ngọt thôi chú anh chị. Ở đây chỉ có bán cây quýt ngọt nha. Để quýt ngọt nè. Rồi nói về giống cây thôi, có nhiều giống cây lắm, mình không có biết hết cô chú anh chị ơi. Nhưng mà quýt đó là mình mua quýt sumo hoặc là kitsu, hai cái loại đó ngon. Sumo ngon, kitsu thì trái nhỏ. Có thể là cái tắc chứ không phải quýt đâu. Khác có chị coi quýt chị coi quýt thì tắc. Cái khuôn này như là tắc không phải. Này là tắc phi. Trái nhìn giống trái quýt cô chú anh chị ha. Quá chừng bữa nay về hồng nhiều quá ha. Về bông hồng nhiều. I heard a voice. Cho con đi. Mình khi mình đi quay video á, mình thích quay chúng con cái của mình lắm, mình không có ngại. Tại vì quay chúng tụi nhỏ để làm kỷ niệm luôn.
Mai mốt từ nhỏ nó lớn lên rồi, những hình ảnh này khó kiếm lắm cô chú anh chị. Trời ơi, con ngựa. Con ngựa. Ồ, miền Tây em ăn được. Dạ. Cái này nướng. Em chưa ăn nhưng mà em phải mua con cua này coi đây về bên em nấu canh chua em ăn nha, Việt Nam chưa từng ăn. Cái bông này á, trộn gỏi ăn cũng ngon lắm chị. Ở miền Tây quê em là canh chua bông xua đũa nè, bông điên điển. À, đặc sản điên điển này em về Nam em ăn từng lần xua đũa em chưa thấy ăn. Dạ, ăn ngon lắm. Dạ. Nấu canh chua tép ăn đã lắm. Chua nó tự nhiên hả chị? Cái không, cái bông này thì nó bình thường thôi, nhưng mà cái chua thì mình lấy từ me. Nhưng mà cái bông mình ăn nó vị nó với thơm thơm, nó hơi vị nhẵn nhẵn nhẹ nhẹ mà nó ngọt. Nhưng mà chị nấu với tôm. Em nấu thường thường nấu với tôm. Dạ, hoặc là nấu với cá lóc cũng được. Mà em thích nấu với tôm. Bông số đũa nhiều á, chị xào thịt bò cũng được. Mà đây một cây vậy được nhiều bông. Tùy theo chị trồng thôi, không dám nói này. Cây này là cây gì nó cũng nhiều lắm, giỏi vậy đó. Cái này là em mua từ bên Florida về á. Cái nào đây? Cái hồng. Em chở cái hồng đi, em chở từ Florida là order về Cali. Xe đi bằng xe hàng đó, chứ không có ship nha em. Dễ hả? Ship bên hết rồi. Đúng rồi, ship luôn. Cái gì vậy? Chị chỉ ảnh nha. Thôi đợi xíu đi. Ba Sang bỏ vô đi. Mình lấy lên xe trước đi tính sao. Về luôn ba cũng chịu luôn nữa. Chốt ba đi luôn. Ba nào. Có thường nào con? Rồi ngồi đó đợi ba nha. Cái này biết để trong rồi làm sao nè. Bữa nay bà chủ bán bông đắt quá kìa, bữa nay bà chủ vườn đắt quá. Khách nồm nộp luôn. Rồi đi. Rồi đi giao đi. Xe trước đi. Rồi, mua được 2 cây sữa đũa về tội nguyện rồi ha. Nhà hôm nay bông hồng về đẹp quá chừng. Rất tiếc là nhà mình không có trồng bông hồng phải không? Không có gai. Eden. Red Eden. Sợ gai bông hồng không? Ủa, Eden không. Gì mà cái tí vậy? Hết hàng luôn rồi đó. Chào cô đi con. Con đi về. Con giỏi dạ. Quá, tất chiều con nhiều. Rồi thôi đi lên xe về đi, con. Chị ơi. Dạ. Bye bye chị. Cái ông gì giúp gì? Video chia sẻ đi vườn cây giống của chị Viu Lô của gia đình An Tánh đến đây xin tạm dừng. Phượng cảm ơn sự quan tâm theo dõi video của cô chú, anh chị em và các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, các bạn xem video thấy kênh An Tánh Cali chia sẻ hay và hữu ích thì hãy cho mình một like nhé, một cái đăng ký kênh nè. Và đừng quên ấn cái chuông bên phải để mỗi khi mà kênh An Tánh Cali phát video lên thì cô chú, anh chị em và các bạn mình có thể xem được nhé. Gia đình An Tánh xin kính chúc cô chú, anh chị em và các bạn thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ làm vườn, hạnh phúc và an lành bên người thân yêu và gia đình. Giờ thì mình xin bye bye, hẹn gặp lại cô chú, anh chị em và các bạn vào những video chia sẻ kỳ tới nha. Bye bye, thank you.